Bệnh lý virus viêm gan B và C thì cực kỳ nguy hiểm. Nó nguy hiểm ở cái chỗ như tôi nói, tức là đa số những trường hợp mà không được điều trị hoặc là không được quan tâm đúng mức thì sẽ dẫn đến xơ gan và ung thư gan. Và cái kết cuối cùng tức là bệnh nhân tử vong. Và nguy hiểm ở hơn ở chỗ tức là diễn biến của viêm gan B mạn cũng như C mạn đa số nó là âm thầm. Nó không có triệu chứng gì. Đôi khi là bệnh nhân hoàn toàn là cảm thấy là bình thường, nhưng mà đi kiểm tra sức khỏe thì phát hiện ra đã là viêm gan B rồi. Xơ gan có thể dẫn đến ung thư gan. Hay người ta gọi là xơ gan ung thư hóa. Thế nhưng mà riêng xơ gan cũng thể dẫn đến chết, tức là xơ gan mất bù thì dẫn đến tử vong. Xơ gan thì có rất nhiều cái biến chứng nó có thể dẫn đến là tử vong được. Thí dụ như vỡ tĩnh mạch thực quản, gây tăng áp lực của tĩnh mạch gánh và lúc đó cho xơ gan và gây tăng áp lực của tĩnh mạch thực quản và gây các cái búi tĩnh mạch ở thực quản và vỡ tĩnh mạch thực quản, bệnh nhân cũng có thể là nguy hiểm. Hoặc là xơ gan mất bù thì dẫn đến là cổ trướng. Và bệnh nhân cũng có thể là không được điều trị tốt thì là bệnh nhân cũng thể là tử vong. Hoặc là não gan, tức là khi mà xơ gan, cơ thể gan không thể thải được hết độc thì các chất độc đưa lên não và gây ra hôn mê gan, người ta gọi là hội chứng não gan. Và những trường hợp này cũng thường là tử vong. Cho nên là có rất nhiều những cái biến chứng nặng. Cho đến hiện nay ung thư gan do viêm gan B, viêm C thì gặp cũng khá nhiều. Nếu điều trị sớm, chúng ta sớm can thiệp thì chúng ta có thể là can thiệp là gây tắc mạch rồi gây diệt với cái ổ ung thư ấy bằng cồn tuyệt đối, cồn 100 độ đấy, hoặc là dùng các cái sóng cao tần thì có thể diệt được cái đó. Thì ở những trường hợp là một vài ổ, nó không nhiều, một vài ổ mà khu trú được thì chúng ta có thể dùng cái sóng cao tần. Sau khi đã là nút mạch thì chúng ta diệt cái khối ung thư. Nếu cái khu trú rất gọn mà trong có thể can thiệp được thì chúng ta có thể phẫu thuật cắt cái phần ung thư đó, loại trừ nó đi. Khuyến mãi đặc biệt mua 2 hộp giải độc gan Tuệ Linh Plus tặng ngay 1 gói cao cà gai leo Tuệ Linh 10g, áp dụng tại hệ thống các nhà thuốc trên toàn quốc.